Không chỉ là cuộc thi đấu thể thao, những hội chọi trâu chọi bò như thế này thực sự trở thành ngày hội văn hóa của đồng bào người Mông nơi đây. Vẫn những chú trâu do chính họ nuôi dưỡng hàng ngày tham gia cày kéo, nhưng khi thi đấu đã mang đến cho khán giả những màn biểu diễn thật hấp dẫn, ngoạn mục. Lễ hội không chỉ nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương, mà còn để lại trong lòng mỗi du khách ấn tượng sâu sắc khi đến với lễ hội mang đậm tính truyền thống này. Tôi cảm giác là đang về một cái lễ hội về trò trâu, trò bò, một cái đặc về một cái nét văn hóa rất là riêng, rất đặc sắc của Mường Lống. Và tôi nghĩ rằng cái cảm giác của tôi là thấy cảm giác khi du khách đến với Mường Lống có cái lễ hội này thì thêm cái phần phong phú, và ngoài cái bầu trời khí hậu ở đây rất là ôn hòa, con người rất là thân thiện, thì những cái lễ hội như thế này cũng làm phong phú thêm những cái điểm đến tham quan. Theo các già làng, hội chọi trâu ở xã Mường Lống là lễ hội cầu thịnh vượng, hạnh phúc cho người dân địa phương. Lễ hội thể hiện nét văn hóa tâm linh và tinh thần thượng võ, gắn kết, sinh tồn của cộng đồng dân tộc. Trâu nhà ai, trâu bản nào thắng trận, năm ấy cả gia đình, cả bản sẽ gặp nhiều may mắn, mọi người bình yên, làm ăn sung túc. Đặc biệt, trâu vô địch, dù không có giải thưởng, nhưng cũng không bị giết thịt, tế thần linh. Con trâu đi là mới trận, hai trận đấy thôi, trận đi là trận thứ hai thôi, thắng rồi. Chuyện đấy là cũng thắng. Như là hôm nay là trâu đánh trận, đó là lời mình cảm thấy là vui vẻ lắm. Là anh em đúng là lời cổ vũ, đó là lời vui vẻ, là lời mình công sức, là lời thằng tân nữa đó. Lễ hội đấu bò, trâu bò thì một cái truyền thống rất lâu đời của đồng bào dân tộc Mông. Từ trước đến nay ông bà đã để lại. Trước mắt thì nếu mà thành cái lễ hội sau này thành khu du lịch thì chúng ta sẽ tổ chức, một là cái khuôn viên, thứ hai nữa là lễ hội trâu bò này là chúng ta phải tổ chức thành một cái gọi là quy định. Quy định tức là chọi như thế nào và cách chọi như thế nào và bố trí như thế nào để bảo đảm cho khách du lịch người ta đến, người ta tham quan, vừa là để chọi để bảo đảm an toàn. Trải qua hàng chục năm gìn giữ, bảo tồn và phát triển, hội chọi trâu truyền thống của đồng bào người Mông xã Mường Lống ngày càng được nâng cao về quy mô và chất lượng. Cùng với đó, những yếu tố dân gian truyền thống được giữ nguyên vẹn và phát huy để lại ấn tượng khó quên trong mỗi người dân và du khách, thể hiện nét văn hóa riêng của đồng bào người Mông nơi vùng cao phía Tây Nghệ An.